tính đi đâu anh ơi? Bữa nay ông ở đây ông chơi bữa đi, hay là ông ra ngoài chỗ đó ông coi bò ăn cỏ thế nào đi. Bữa nay mình nghỉ nói chuyện nhau bữa đi. Bữa nay tôi đi làm việc lớn. Không phải trong nhà có đồ ăn ngon hả? Không, nhà là không có gì ăn hết trơn. Thật sự bảo đảm trong nhà bữa nay là không còn một cái thứ gì. Có hai ly nước chị kìa. À, hai ly nước đó ông thấy nó nổi bận lên không? Hư rồi hả? Hư rồi, tại vì để từ hôm kia tới giờ. Trời đất ơi. Bữa nay là tôi đi làm việc lớn, tại vì chuẩn bị vô mùa rồi. Đó, anh thử. Cú đất. Hả? Cú đất. Cú đất thì nhà tôi cút gì nữa trời. Chứ gì việc gì lớn. Cái việc này gọi là rất là quan trọng, mà gọi là một năm nó có một mùa thôi. Còn cái những cái mùa nghịch kia thì gọi là mình không có trang chút được. Đi trộm sầu riêng hả? Sầu riêng đâu tháng này ông thần. Chứ gì mà lớn. Mùa xoài. Mùa xoài mà lớn cái gì ta? Ông mới giỡn, mùa xoài là cái dạng như ông gọi là người ta nói là vô vườn đúng không? Ừ. Mình mua gọi là mình đừng có vô gọi là cái vườn người ta trồng để gọi người ta kinh doanh. Ừ. Mình tới cái cây xoài nào gọi người ta ăn không hết người ta bán á. Ừ. Giá rất là rẻ, ví dụ như một cây xoài đó dụ người ta không ăn hết thì chắc chắn là bỏ thôi. Ừ. Đó mình vô mình cứ hỏi mua rẻ, bao nhiêu người ta cũng bán hết. Ừ. Đó nhưng mà đặc biệt giờ tôi đi làm việc lớn là ở chỗ gì biết không? Đi mua cái đồ hái. Đồ thu á. À. Cái đồ thu mà kiểu như là mình gọi là mình cái tre á. Không, cây tre bây giờ nó lỗi thời rồi. Cái gì? Cái đồ mà gọi là như là mình chỉ cần đứng dưới đất đúng không? Ừ. Ông cầm bắn cái. Bắn cái. Là nó sẽ gọi là lưới chụp á. Ừ. Bắn cái nó chụp vô cái lưới bắt đầu cái là nó à, bắn cái rồi dính lên trên cái trái. Ừ. Rồi bắt thang lên, hái xuống. Đúng rồi. Kiểu đó nó khỏi kiểu là như là mình khỏi phải kiểu là nặng tay á. À. Cái đó nó gọi là thứ nhất là mình gọi là đầu có cái não. À. À đúng không? Rồi, chứ anh Khải anh thấy cái hái xoài mà anh chỉ cần ăn xoài tự nhiên nó bay xuống đất cho anh luôn không? Không phải là rớt. Dạng giống như là xoài sẽ rớt từ từ giống như là giống anh đưa cây lên kêu xoài ơi, xoài rớt bị bà đó, là tự nhiên nó rớt nhẹ xuống tay anh luôn. Có. Có đâu? Trong chuyện cổ tích á. Cổ tích hả? Thì cổ tích là gì chắc thị với lại gì chuyện tấm cám á. Đúng rồi đó, y hệt vậy luôn á. Ừ. Mà thiết kế ông thiết kế cho, đỡ phải mua. Dạ, cái đó là để gọi là cái chuyện trò chơi, cái này là kinh doanh để mình buôn bán hái xoài mà ông nói gì. Bây giờ đang tới mùa xoài, thế anh em hay hái xoài của đó không à, nhưng mà hái cái này là hơn. Chỉ cần anh đưa lên một cái là xoài á, nó sẽ xuống từ từ, không bị dập luôn, không bị rớt nha. Em không nói là cầm móc giật nha. Cái này là mình hái bài bản đàng hoàng luôn. Chứ xoài sẽ rớt xuống từ từ. Rớt vô tay mình luôn hả? Đúng rồi. Thay vì anh hái là anh giật xuống. Rồi anh xào, anh đưa cái móc xuống, anh bỏ tay xuống anh lấy, anh lại đưa lên lại. Không, anh đã đưa lên, anh không cần phải đưa xuống nữa. Là ở trên mãi luôn. Xoài nó tự xuống thôi. Vậy sao nó tiện như vậy? Tiện ở chỗ đó đó. Làm sao? À, lấy theo cảm hứng là thì ơi thì rơi bị bà. Bây giờ anh chỉ cần lấy cho em một cái cây dài, cây đũa dài và một cái kẽm nào cũng được. Và hy sinh cho em một cái quần đi. Mình chưa có mà lấy cái quần cũng được. Tôi có cái quần rách đấy. Cũng được. Được không? Đây anh em thiết kế. Rồi ok. Em suy nghĩ lại là hình như anh khỏi hái xoài anh Khải. Anh đang chiêu ngư em thì phải. Anh bây giờ phải đi mua chứ còn cái cây dài đâu có đâu. Giờ ông làm cái gọi là cái gì quên rồi. Ví dụ hả? Không phải ví dụ mà gọi là cái gì đó. Mô hình hả? Cái mô hình đi để tôi làm mà làm luôn anh xài luôn chứ mô hình thì làm sử dụng ở đâu? Thì kiểu là mình ông cứ làm cái mô hình đi rồi tôi đi mua cây chứ giờ đi ra thị xã mua cây dài lắm. À cũng được. Em làm cho anh biết vậy thôi, anh áp dụng theo nha, cũng tương tự vậy thôi. Đó, mọi người cần một cây dài cỡ nào cũng được nha mọi người, tùy mọi người. Nếu cây xoài dài thì mọi người thiết kế một cây xoài dài. Cây xoài ngắn thì mọi người thiết kế một cây xoài ngắn. Rồi, các em cần là một cây kẽm đủ cứng. Đây, em chọn cây kẽm này. Đây, em sẽ uống một vòng tròn và nó sẽ có một cái gài để chúng ta gài vô trái xoài. Uống một vòng tròn mà có cái gài là cái trái xoài. Từ từ hãy cúp video, nó không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Cái hay còn nằm ở cuối nha. Rồi, ok. Đúng không? Vô bè đúng không? Ok. Cái hay còn nằm ở cuối á. Ok chúng ta bón là cục vô. Ê mà ông có thời gian chăn bò ông rảnh rỗi ông đi với tôi không? Hái xoài hả? Ừ. Hái xoài giờ bán ký nhiêu? Đâu mình cứ người ta bán trên đó người ta mua là mình mua mới vậy đó. Mình mảo một cây đó bao nhiêu tiền vậy đó. Ừ. Rồi mình về mình bán ký. Tính ra lời lắm. Cứ được có kèo ra không chứ không kèo ra ngồi ăn ra xoài. Ra thì bây giờ tôi với ông ra ngoài khu công nghiệp á. Rao lên. Ăn xoài thay cơm luôn á. Cứ ra khu công nghiệp cứ rao lên là nói là ký em mấy ngàn hay là 500 hay ngàn gì đó. Cỡ nào cũng lời mà. Ít nhiều hay không là do mình bán chứ.
thử xem thôi. Bây giờ nó có kỹ thuật mà gọi là ăn gian mà số cân đó. À đó. Rồi ok, chưa xong đâu mọi người. Cái hay còn nằm ở cuối nha. Bây giờ chúng ta thiết kế một cái gì đó, chúng ta làm một cái đồ chùm giống như người ta thôi. Tí mình đổ thêm. Ủa chứ không phải là mình hái mình giật. Giật rất rất là sao? Chụp. Không có chụp. Cách của mình là rất tự nhiên luôn, không phải chụp. Không có. Tự nhiên luôn. Rồi, chúng ta kiếm một cái quần hay cái gì đó chùm đi. Quần chắc. Ừ cũng được. Thành cái quần què á vậy sao vậy? Cắt quần ống hả? Ừ. Thành cái quần què nha. Không, bây giờ mình cắt sao để mà còn mặc được nữa ta? Anh cắt ngang này mặc được rồi. Đây để mình mặc quần đùi đúng không? Ừ. Để cái đáy xíu à. Ừ. Sát háng luôn, giống như con gái mặc luôn anh Khải. Thì nó đẹp chứ sao đâu. Đó. Rồi. Khoan để tôi cắt bên đây luôn, đều đã. Sao quần đùi luôn hả? Sao quần đùi chứ. Đúng không? Thấy tận dụng chứ. Cái quần này con gái mặc quá đẹp chứ anh mặc là ai coi gì ta? Tôi nói không. Đẹp hay không là do mình mặc chứ không phải là người con gái nào mặc ok là như thế này nè. Đó, thay vì cái nguyên bản của nó là sẽ như thế này. Sau khi mọi người hái, nếu mọi người hái thì mọi người phải đưa cái cây xuống, mọi người thọt tay vô lấy. Nếu mọi người làm nên như thế này thì mọi người hái nó sẽ chạy lò xuống đây mọi người ở luôn. Bây giờ thì đi test thực tế cho anh coi nha. Đụng mà xòi vậy xa lắm, giờ đi hái chanh hái mít được không? Hái mít rồi nó gãy luôn cây á. Hái cái gì mít như... cái nhỏ thôi. Hái cái gì mà tương tự với xoài á, cái mít nó cứng sao anh giật nổi. Món cầu. Thì anh vòng vòng thử biết liền nè. Xoài không có là gì hái anh Khải. Món cầu đi. Rồi test thử cho anh cũng được. Hay là đi bên kia có cái cây xoài của người ta cho anh chậm không? Cũng được. Ôi, đây. Quýnh vừa mặt luôn á. Đây, test thử cho anh thôi. Cầu ha. Ừ, cũng tương tự vậy thôi à. Nếu cây càng cao thì anh làm cái túi xuống càng dài vậy thôi. Đó, khi anh bỏ vô, anh giật xuống. Bỏ vô cái gọng đúng không? Ờ. Giật xuống không? Dập. Nó sẽ lăn xuống đây. Cầm. Đó, xuống đây luôn. Có lợi không? Rất là lợi luôn. Thì cứ thử một cái không sao đâu. Cái gì mà nếu mà người ta nói thì qua mua cũng được. Mà đang test thực tế cho bà con coi mà. Có cầm tiền theo? Có. Có. Nó test thực tế bà con coi. Này nó lợi. Thay vì mọi người bỏ xuống, mọi người cầm ra thì mọi người hái nó lăn thẳng xuống tay mọi người luôn. Nếu mọi người làm xiên nữa thì mọi người làm cho nó vừa chạm đất luôn. Nó vừa hái xuống là lăn xuống đất luôn. Tại vì cái ống ta là đi dặn vòng cung, cho nên nó không rớt xuống liền. Chó sủa hả? Mà có bọc tiền theo không? Đỡ lỡ người ta kêu mình nói tôi mua mà. Có. Có đúng không? Đó, cách thử mọi người coi. À, ví dụ cái mặn vậy đi. Đó, đặt xuống. Đó, sẽ lăn xuống. Dưới đây luôn. Đâu rồi? Đây nè, dưới đây nè. Nhanh xuống nhanh đó. Xuống luôn rồi đó. Không. Nó lợi không? Quá lợi luôn gì nữa. Đó. Mở vô. Rồi. Lăn xuống. Thấy chưa? Xuống rồi đó, thấy chưa? Như thế này. Đi rước à. Đây rước đây. Đây, lăn xuống. Như thế này. Đó, thấy lợi không? Quá lợi luôn còn gì nữa. Đây quá tuyệt vời luôn cái gì. Chính. Đó, quay cho mọi người coi, cho mọi người coi. Đó, như thế này đúng không? Người hái xuống. Rớt rồi. Nó sẽ lăn xuống. Lăn xuống dưới tay. Tới luôn. Quá ok đúng không? Qua chậm cái xoài. Còn cái gì nữa? Đây. Đó, đi thực tế cho mọi người coi luôn. Nhỏ nhỏ luôn. Vô tầm. Mừng người lạc quá. Mùa lần nữa. Không quá. Cho cái xoài nha. Mày thôi anh hát cho nhỏ dưới đây được rồi nè. Lăn xuống luôn. Vậy thôi, lời. Quá tuyệt vời luôn anh Khải. Ok rồi anh Khải. Rồi, vậy đó ok anh Khải. Quá ok đây. Gì? Tự rớt mà. Gió rớt á. Ừ. Chậm không? Thì rớt mà, mình đâu phải tự hái đâu. Thôi khỏi đi. Có camera không ta? Có camera đó. Đi ra, rồi ok được á, về tôi làm cái test. Vậy là quá tiện lợi nha mọi người. Em đã test thử cho mọi người coi rồi đó.
Nếu mà đại gia đình ai đang gặp cái hoàn cảnh như thế này, hoặc là muốn tìm một cái giải pháp nào nhanh gọn lẹ thì có thể thử chế cái này xem sao. À, em nghĩ là rất tiện lợi cho mọi người nha. Cái thứ hai, nhớ đăng ký bật chuông, anh em tôi sẽ cố gắng mang đến đại gia đình những clip hay nhất nha. Hẹn gặp lại trong tất cả clip sau.